Rồi xin chào anh em nha. Hôm nay mình xả cho anh em mấy cái đồ máy xe nha anh em, quay 110 với quay pha 100 nha. Anh em cần món nào thì cứ giật alo nha anh em. Chứ hôm nay mình sẽ bán, mình mới về Lô Phục nha anh em. Mình mới về Lô Phục tải. Thì hôm nay mình sẽ bán cho anh em giá tốt mà bao ship cho anh em luôn nha. Bởi vì đợt này nó về số lượng nhiều nên nó có giá tốt nha anh em. Phục tải đồ. Tải đồ thì phục này là tải 200 kg nha anh em. Đợt này mình về có 40-50 cặp thì mình sẽ bán cho anh em giá tốt luôn, tại vì lúc trước thì về số lượng không có số lượng bởi vì giá nó hơi cao. Thì hôm nay mình bán cho anh em có giá là 260.000 một cặp mà bao ship luôn nha anh em. 260.000 là bao ship luôn nha anh em. Lúc trước mình bán là mình không có bao ship. Nó 250 tiền ship, 35.000 lấy ra 285.000. Thì hôm nay mình bán cho anh em có giá là 260 bao ship cho anh em luôn. Còn anh em nào thợ nào lấy số lượng thì mình sẽ bớt tính tiền, tính giá thợ nha anh em. Cuộc tải đồ cuộc này thì mình bao cho anh em là chất lượng nha, tải đồ là 200 kg trở lên nha. Thì nó có thường thường là nó có hai màu nha anh em, đỏ với đen, mà không biết đợt này nó về có đủ màu không thì mình không biết. Thì nói chung anh em nào muốn lấy màu nào thì có thì mình giao cho anh em màu đó, đỏ đen, chỉ có hai màu thôi mà mình chưa có coi hết là nó có đủ màu hay không, có hai màu không hay là màu đỏ không. Tiền bán cho anh em 260.000 là bao ship nha anh em, ship code toàn quốc. Cuộc này là bao anh em chất lượng nha, xài rất là ok nha. Đó giờ anh bán số lượng rất là nhiều, anh em xài cũng không có phàn nàn về chất lượng nha anh em. Rồi 260.000 một cặp phục tới đồ. Rồi, hôm nay anh bán giá tốt cho anh em luôn, tại vì mình về được cho giá tốt thì anh bán cho anh em giá tốt. Rồi bây giờ tới mấy cái phần đồ máy nha anh em. Thì trước tiên thì bộ bình xăng Boe quay A 100. Đây Boe zin. Xăng con zin. Đó, bình zin đẹp nha anh em. Đó, với cái cổ. Cổ zin luôn. Thì nguyên bộ bình xăng Boe cổ zin này bán cho anh em có giá là 550.000 nha. Đó. Bình xăng Boe 550.000. Rồi tới cái lốc nồi, thì có 3 viên bi chính nồi luôn nha anh em. Lốc nồi zin mình bán cho anh em với giá là 250.000. 250.000 cái lốc nồi zin nha anh em. Rồi tới cái lốc giữa. Cái lốc giữa zin luôn nha anh em, thì nó sẽ dính là có cái bánh bơm nhớt vô nha, với mấy cái phụ kiện nha. Thì cái bánh này là mình không có, cái bộ này là nó không có cây cùi xông nha anh em. Cùi xông là mình giữ lại nha, cùi xong là mình không có bán. Thì mình bán cho anh em lốc nồi y như trên hình như mình là lốc zin nha anh em. Thì bán cho anh em với giá là 250.000. Không có hai cây cùi xong nha anh em, hai cùi xong là mình giữ lại nha. Bán mình tặng cho anh em bơm nhớt nè. Đó, nói chung là nó còn dính cái gì trên này thì mình tặng hết cho anh em luôn, 250.000 một bộ bơm, bộ lốc giữa quá rẻ nha anh em. Anh em mua lốc lô bây giờ tầm khoảng 180-190 nè, mua bộ lốc giữa zin chỉ có 250.000 thôi nha. Rồi tới bộ đầu lòng. Cái bộ này là bộ đầu lòng chiếc Black, bữa hổm mình gã nha anh em. Nó còn được bộ đầu lòng dưới mâm lửa là hết. Chiếc Black nha anh em. Thì nay anh em nào mua thì mình bán giá tốt cho anh em luôn, cam cò bao đẹp cho anh em luôn. Đầu lòng 110 Black. Nói chung là cái đầu Black này là rất là đẹp nha. Cam cò là bao đẹp, bao im cho anh em luôn, không bị kêu gì hết. Thì mình bán cho anh em với giá là 1 triệu nha. Đó, đầu bò y như trên hình của mình nè. Quá đẹp luôn. Bán cho anh em 1 triệu. Rồi tới cái bộ hoa lăng lửa, hoa lăng mâm lửa thì cô chiếc và lắc luôn. Quá đẹp luôn, nó có cái đuôi cá nè. Nói chung là nó còn đầy đủ đồ đẹp hết nha anh em. Đó. Hoa lăng đẹp, lửa còn sống bình thường, có cái nhông đề luôn, có thớt đề, bi đề rồi, còn đẹp can sao ban nữa nè. Anh em thấy không, quá đẹp luôn. Thì cái bộ này mình cũng bán cho anh em có giá là 1 triệu luôn nha. Đó, bán cho anh em có giá 1 triệu, quá rẻ nha. Rồi tới cái phần đồ quay A. Đồ quay A thì mình bán cho anh em cái đầu bò nè. Nó lai cặp cò nha anh em, cam thì zin, lai cặp cò toàn bộ là đẹp nha. Nó có đủ đồ nha, nắp đồ đầy đủ hết nè. Đó, bán cho anh em đầu lòng cò. Thì cái đầu này thì bán cho anh em với giá là 800.000 nha. Đó,
cái đầu bò 800.000. Cái lòng thì nói chung cái vít tông nó bị lên cốt, nó bị xước rồi nè, bán cho anh em cái lòng 150.000. Cái lòng 150.000, cây dên 300.000 nha anh em. Đó, cây dên bán cho anh em 300.000, bao cho anh em là không bị kêu nha, còn rất im nha, nó không bị kêu nha, xe này đang chạy nha anh em, không bị lỏng tay luôn nè. Đó, dên dên 100 qua 300.000 nha anh em. Rồi tới cái bộ hoa lăng mâm lửa, cái bộ hoa lăng mâm lửa thì nó toàn bộ là dên hết nha anh em, lóc nồi nè đẹp, đuôi cá thất đề, nhông đề, nói chung là dên hết nha anh em. Nắp nè, dên hết pin nè, chung pin là đẹp hết nha anh em, đang pin này còn sống nha anh em, pin này đang hoạt động bình thường nha. Rồi bốn hoa lăng mâm lửa đuôi cá nắp nồi đó thì mình bán cho anh em với giá là 800.000 nha anh em, 800.000 bộ hoa lăng mâm lửa đuôi cá này là đang hoạt động bình thường nha, không bị chóc gì hết nè nha anh em. Anh em nào mà đi mấy xe Trung Quốc á mà cái giò để lên cái gác chân nó bị rung rung á, anh em mua bộ hoa lăng mâm lửa này về gáp vô chạy bao yên luôn, chạy vô là nó sẽ hết rung nha anh em. Rồi bán cho anh em với giá là 800.000. Rồi tới cái bộ số QA, để bộ số QA này cũng còn đẹp nha anh em, bao anh em là không phú nè, không mẻ số nè, thì hôm nay mình sẽ cho tặng cho anh em thêm cái cốt nè, cái móc nè, móc số nè, thằng đạp nè. Thì cái bộ con này thì bán cho anh em với giá là 500.000 nha, bộ số 500.000 đó, bộ số 500.000 nha, bao đẹp cho anh em luôn nè, anh em thấy cái nhông không, nó không bị mòn bị phết gì nha, bao đẹp nha anh em. Đó, 500.000 nha anh em, bộ số 500.000, bao đẹp cho anh em, không bị hú, không bị mẻ số gì hết nha. Rồi video mình đến đây cũng kết thúc nha anh em nào cần mua thì cái gì có lo trực tiếp cho mình nha, số điện thoại mình có để phần trên video clip đó nha anh em, ship code toàn quốc, được kiểm tra hàng rồi mới thanh toán nha anh em. Riêng phụ tải này thì mình bán cho anh em hết hôm nay nha, trong cái clip này thôi nha anh em, tại vì hàng mới về thì mình bán giá tốt cho anh em nha. Còn anh em nào mua mấy clip sau thì mình bán theo giá khác nha, tại vì hàng mới về thì mình bán chi ăn cho khách hàng nha anh em. Đó, thì nói chung là bán là bao ship cho anh em là 260.000. Hết clip này thôi nha anh em, clip sau là bán giá khác nha. Rồi video mình đến đây cũng kết thúc nha anh em. Cảm ơn anh em đã tin tưởng ủng hộ mình nha.